hám lợi, hoa hồng, môi giới đất phiếu đã tư vấn bất chấp pháp luật nhằm thuyết phục khách hàng mua đất nền tái định cư không có sổ, không đủ điều kiện để mà chuyển nhượng. Môi giới đã nghĩ ra đủ những cái chiêu trò để mà lách hết công chứng vi bằng, sau đó thì đến công chứng văn bản thỏa thuận, thậm chí là nghĩ ra cả cái hình thức là công chứng treo. Đó là một cái chia sẻ của bạn là Đào Quốc Toàn với Tài. Nội dung môi giới là tư vấn khi mà mua đất tái định cư không có sổ thì chỉ cần làm một cái ủy quyền, sau đó là ký lưu không một bộ công chứng chuyển nhượng tại phòng công chứng khi có sổ tên của chủ cũ thì cầm ra phòng công chứng sổ với ủy quyền đó điền thêm thông tin vào rồi đi sang tên không cần phải chủ cũ ký tài chia sẻ với bạn như sau người môi giới đó đã tư vấn cho bạn hoàn toàn trái quy định của pháp luật về công chứng chứng thực. Cái sáng kiến mà môi giới nói với bạn đó là một cái hình thức mà lâu nay hay gọi là công chứng treo. Không có phủ nhận một vài nơi có làm cái kiểu công chứng treo này, chủ yếu là để trống cái bên mua trong cái giao dịch bất động sản, thiếu thông tin giấy chuyển nhượng nhà đất do là liên quan ngân hàng hoặc là chưa đủ điều kiện để cấp sổ. Như vậy thì không đáp ứng được các cái điều kiện để mà chứng thực và văn bản đó cũng không có hiệu lực theo quy định tại cái điều 5 Luật công chứng 2014. Việc văn phòng công chứng nào cố tình thực hiện công chứng treo, công chứng chờ là cái hành vi trái pháp luật và tạo điều kiện cho cái giao dịch giả tạo hoặc là gian dối khác là một cái hành vi bị cấm nêu tại điểm B khoản 1 điều 7 của luật công chứng năm 2014. Cho dù môi giới đó có quan hệ để mà công chứng treo thì à, cái hợp đồng đó nó tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Thứ nhất là sổ tái định cư thì rất là chậm và kéo dài 3 đến 5 năm chờ sổ. Khi mà chủ đất hoặc là ly hôn thì thì tài sản đó liên đới đến nhiều người thừa kế hoặc là phải thi hành án theo quyết định tòa án. Thứ hai, xảy ra tranh chấp hoặc là người bán đổi ý thưa kiện thì hợp đồng đó sẽ vô hiệu do vi phạm điều cấm theo luật công chứng. Do vậy, bạn không nên tin vào những lời tư vấn bất chấp pháp luật nêu trên. Đồng thời Tài chia sẻ với các bạn môi giới cần phải tìm hiểu kỹ pháp luật. Hãy bảo vệ lợi ích cho khách hàng, đừng vì lợi mà đưa khách hàng vào thế khó các bạn nha.